alo alo triệu mập à cậu có nghe thấy không xem ra họ đã chạy xa rồi không còn tín hiệu nữa vậy chỉ có thể tự đi về thôi Hửm. Ừ. hai xin chào lần đầu gặp mặt xin Azo đừng kích động vậy mà, có thể là cậu có thành kiến với người dị năng, nhưng tôi không có ác ý gì đâu. Đã nói rồi, tôi không có ý định đánh cậu mà. Tôi chỉ là đến chuyển lời, sẽ không tốn nhiều thì giờ của cậu đâu. Chật. Được rồi, được rồi, nếu cậu thích tư thế giao lưu như này thì cũng được thôi. Chắc cậu cũng đã biết chúng tôi là ai rồi nhỉ, có điều tôi vẫn nên tự giới thiệu bản thân lần nữa. Tôi là Tống Bân của ám tổ, tôi phụng mệnh của cố vấn kỹ thuật sang mời cậu đến khu công nghiệp phía bắc của chúng tôi làm khách. Vốn dĩ là muốn mời cô bác sĩ kia, nhưng bây giờ chỉ có thể. Người dị năng có năng lực dùng huyết thi thế thân. uy lực rất nhỏ, chỉ thêm phiền phức thôi. Ám tổ, hình thành rồi sao? Tuy không muốn nghĩ về chiều hướng đó, nhưng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thôi. Sau 50 năm tận thế, tổ chức lớn mạnh nhất thế giới chính là Ám tổ. Bọn họ nắm giữ nguồn tài nguyên to lớn nhất, hội tụ nhiều tinh anh nhân loại, trong số đó còn có mấy vị hiền giả cơ giới sư. Họ dùng kỹ thuật tiên tiến nhất để cải tạo vô số người dị năng lớn mạnh, âm mưu sáng lập một thế giới do người dị năng thống lĩnh. Thú dị năng lúc nãy chắc cũng do bọn họ chế tạo. Và lại họ đã chú ý đến bọn mình từ lâu rồi. Virus zombie vừa mới bộc phát, Ám tổ đã được hình thành, chỉ có thể do một nguyên nhân thôi. Trong ám tổ cũng có người xuyên từ tương lai đến. Ơ, ờ, đây chính là sở nghiên cứu của mấy cậu sao? Trông bình thường quá vậy. Xe và giáp của các cậu thật sự được chế tạo ở đây hả? Anh Diệp không nói gì với cô cả, mà cô đã theo đến đây rồi. Nhiệt tình thật đấy. Hề hề hề, mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm. Nhờ cậu vác cái bình ra hộ tôi luôn nhé. Phiền cậu quá. Này, vì ngư nhi, cô muốn làm sao thì làm đi. Hùng cậu thật sự tìm thấy bác sĩ à? hai chào ông, ông chính là tiến sĩ chế tạo ra giáp và chiến xa đó hả? tôi tên đường đường, cũng là một tiến sĩ nhé, tôi đặc biệt đến tìm ông đấy. a, à, tôi là trương hàn, sao cô biết vậy? tuy ông cố ý ăn mặc trông sập sệ, nhưng cũng không che đậy được khí chất nhà khoa học điên cuồng của ông. sao con bé này, diệp Bắc đã nói gì với con bé sao? hụ, hừm, tiến sĩ đường đường à, tôi có biết cô, trên tạp chí khoa học có đăng tiến sĩ thiên tài virus học trẻ tuổi nhất. Ồ ồ, thật là ngại ghê, nhưng cũng vô cùng vinh dự. Đúng là giống một búp bê năng động. Sao mà con bé sống sót ở bên ngoài được vậy? Không cần nói lời xã giao nữa, tôi vào thẳng vấn đề nhé. Tôi muốn cùng ông nghiên cứu những hạt màu đen bên trong não zombie. Ông dùng chân châu đen làm ra bộ giáp đỉnh như vậy, chắc là ông rất hiểu biết về chúng nhỉ. a, à, cô, cô còn có cả vàng đen. Ồ, thì ra gọi là vàng đen hả? chẳng lẽ là ông đặt tên sao ây ra cái này làm sao đây mình có nên nói chuyện mình không phải tiến sĩ cho con bé biết không cảm giác hình như con bé không hiểu biết nhiều về vàng đen lắm dù sao diệp bắc cũng không chịu nói toàn bộ bí mật của vàng đen cho mình biết chi bằng cùng đường tiến sĩ nghiên cứu vậy à nghiên cứu vàng đen vậy vậy tôi rất là sẵn lòng gần đây tôi cũng có không ít phát hiện mới ha ha được thôi có điều trước khi nghiên cứu vẫn cần cô giúp một việc Hùng, thế nào, tiến sĩ đường? Hầy! Con bé là gì của ông, cháu gái sao? Không phải, nhưng cũng không khác gì cháu gái cả. Tôi chỉ có thể nói với ông. Đây, đây có nghĩa là ok sao? Đương nhiên không phải. Hả, chẳng lẽ là chỉ còn 3 năm sao? 3 tháng. Tôi gặp qua vô số bệnh trạng tương tự rồi. Không phải dạ ông, nhưng tôi cũng không biết vì sao em gái lại chống trọi nổi đến hiện tại. Thể chất của con bé hiện tại đã không cách nào chịu đựng nỗi lượng lớn thuốc trị liệu nữa. Và lại chịu ảnh hưởng của virus dị thường, chữa trị bình thường căn bản không thể loại bỏ khối u. Vậy, phải làm sao đây? Trừ khi, dùng cái này. Và đây là nội dung chuyện du hành thời gian về ngày đầu mà thế, chương 40. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, các bạn hãy để lại bình luận của mình phía bên dưới và đừng quên để lại một like một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình